Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải có con mắt tinh đời. Dự báo tác động khi không khí lạnh kết hợp bão số 4 Koinu. Lời kể của tài xế trong vụ tai nạn làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk. Hải Dương, thanh niên thông chốt, tông xe làm cán bộ công an bị thương. Lý do Hamas bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra vào ngày 8 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo đã công phu, nghiêm túc chuẩn bị tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 có chất lượng. Theo đó, Tổng Bí thư yêu cầu xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc rất hệ trọng của Đảng, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ông cũng lưu ý cần tạo sự đồng bộ, tổng thể, liên thông trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn kết với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lấy quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm cơ sở cho công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, ông khẳng định công tác cán bộ là công tác con người hết sức quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Do đó, việc này đòi hỏi phải rất công tâm, khách quan, trong sáng, đặc biệt là phải có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hoa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, có khi xanh vỏ mà đỏ lòng. Theo thông tin ghi nhận từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 Koinu ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89-102 km/h, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Về tác động của bão số 4, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 10, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường, từ sáng ngày 10 tháng 10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 2-3 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 3-5 mét. Từ sáng ngày 10 tháng 10, Vịnh Bắc Bộ sóng cao từ 2-3 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngày 9 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, giữa xe khách loại 16 chỗ và xe tải khiến 13 người thương vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ tai nạn nói trên. Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải đã lấn sang làn bên trái hướng từ thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tốc độ khá cao. Cùng thời điểm trên, xe khách đang di chuyển hướng ngược lại và tông trực diện với xe tải. Anh Phạm Phú Quý, 37 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, là tài xế xe du lịch 16 chỗ cho biết, anh bị chấn thương nhiều chỗ trên cơ thể và đang chờ kết quả khám tại bệnh viện. Anh Quý kể, khi chạy tới một con dốc trên đường tránh thị xã Buôn Hồ, thì anh phát hiện chiếc xe tải đang đổ dốc chạy lấn qua phần làn xe mình. Lúc này, anh Quý đá đèn, bấm còi, nhưng tài xế xe tải vẫn lưu thông bên phần đường ngược chiều. Khi xe tải tới gần, anh Quý hốt hoảng đánh lái sang phần đường bên trái để tránh xe tải và bị xe này tông vào phần hông phía bên phụ. Cú tông mạnh khiến xe lật nghiêng ma sát mạnh vào lan can một đoạn dài. Trong số nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị, có một trường hợp nặng, nguy cơ tử vong cao. 11 ca còn lại, bao gồm tài xế xe 16 chỗ, đang được chăm sóc, theo dõi với tình trạng thương tích không quá nguy hiểm. Đến tối ngày 8 tháng 10, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã khống chế dập tắt đám cháy tại một xưởng sơn rộng hơn 100m² trong hẻm 183 đường Phạm Văn Diêu, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ nhà xưởng sơn gia công đồ gỗ. Do đây là nhà xưởng sơn có những vật dụng dễ cháy lan nhanh và thùng hóa chất nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cao hàng chục mét, khiến người dân hoảng hốt.
Nhận tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ chữa cháy nhanh chóng có mặt hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy rất may không bị thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng sơn. Ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phiên xử vụ cựu trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ PC08, Công an tỉnh An Giang cùng các thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe. Các bị cáo gồm Nguyễn Bá Quận, cựu trưởng phòng PC08, Nguyễn Hữu Ân, cựu phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ phòng PC08, Bùi Quốc Khánh, cựu đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ phòng PC08, Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em, cựu cán bộ phòng PC08 cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, Nguyễn Hữu Ân bị cáo buộc sử dụng tài khoản quyền cán bộ được cấp và tài khoản quyền lãnh đạo do Nguyễn Bá Quận giao để thao tác cấp biển số sai quy định cho bản thân, người nhà, người thân, người quen, tổng cộng 3.226 biển số nhằm vụ lợi và tạo uy tín cho bản thân. Tại tòa, Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ân khai bị cáo Quận giao tài khoản lãnh đạo của Quận để sử dụng. Quận có kêu bị cáo cấp biển số theo ý muốn. Khi nhận lệnh thì Ân trực tiếp thực hiện, đồng thời chỉ Linh và Em thao tác trên hệ thống, hoán đổi biển số, giữ lại các biển số đẹp. Hai bị cáo Em và Linh cũng thừa nhận thực hiện cấp biển số theo ý muốn khi có chỉ đạo của bị cáo Quận. Bị cáo Em cho biết nếu người dân bấm được biển số trùng với biển số của bị cáo Quận được thì hoán đổi, nhưng bị cáo không nhận tiền gì. Ngoài ra, bị cáo Linh cũng mong hội đồng xét xử xem xét lại trách nhiệm của mình vì chỉ thực hiện theo chỉ đạo, không trực tiếp hoán đổi mà chỉ giúp sức. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an thành phố Hải Dương đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Đức Hiếu, 18 tuổi, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đây là đối tượng đã thông chốt, tông xe làm bị thương một cán bộ công an ở Hải Dương. Cụ thể, tối ngày 7 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh từ hướng Vòng Xuyến Thống Nhất về phía chốt kiểm soát. Sau đó, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Hải Dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Lúc này, một cán bộ công an ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì bị thanh niên này điều khiển xe tông thẳng vào, khiến cán bộ công an này chấn thương, phải đi cấp cứu. Tổ công tác sau đó đã khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an thành phố Hải Dương làm việc. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã truy bắt đối tượng giết người chụp ảnh trước cửa quán xảy ra đêm 6 tháng 10 ở phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. Đối tượng Lê Văn Bình, thường gọi là Bình Côn, 31 tuổi, ngụ ở phường Quảng Cát, thành phố Sầm Sơn, được các lực lượng chức năng di lý về công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi giết người. Cụ thể, đêm 6 tháng 10, biết anh NHG, tên viết tắt 34 tuổi, đang ở quán PBM, tên viết tắt, có địa chỉ tại phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. Lê Văn Bình đã chuẩn bị hung khí cùng với một số đối tượng đi ô tô đến quán này để trả thù do có xảy ra mâu thuẫn trước đó. Tại thời điểm này, anh G đang đứng chụp ảnh trước cửa quán thì bị Bình tấn công liên tiếp. Do vết thương quá nặng, anh G đã không qua khỏi. Đến đêm ngày 7 tháng 10, lực lượng công an đã bắt được Lê Văn Bình đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 8 tháng 10, ông Giàng A Sấy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, một người đàn ông quê ở Hải Phòng đã tử vong trong quá trình chinh phục đỉnh Tà Chi Nhu ở Yên Bái. Cụ thể, một đoàn khách gồm một nam, hai nữ cùng một người địa phương dẫn đường leo lên đỉnh núi Tà Chi Nhu cao 2.979m. Đến lưng chừng núi, họ nghỉ lại để sáng hôm sau đi tiếp. Đến độ cao khoảng 2.000m, thành viên đoàn là ông NTT, tên viết tắt 61 tuổi, ngụ tại Hải Phòng ngồi nghỉ, rồi bất ngờ ngã gục. Người dẫn đường sơ cứu nhưng tình hình không tiến triển, nên đã gọi thêm người địa phương lên hỗ trợ cán, vận chuyển xuống núi. Theo ông Sấy, thi thể ông T đã được đưa xuống núi vào chiều tối cùng ngày và bàn giao cho gia đình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Trạm Tấu xác minh, làm rõ. Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng vừa cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn khi vớt cá nổi ở khu vực đảo Cô Tô. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, một tàu sắt do ông Vũ Quang Triệu, sinh năm 1975, trú tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển đi vớt cá nổi đã bị đắm ở khu vực phía nam đảo Cô Tô nhỏ. Lúc này, tàu có 4 người, tuy nhiên trong lúc vớt cá nổi, 4 ngư dân trên tàu đã không may gặp nạn. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cô Tô
phối hợp cùng các lực lượng chức năng xã Thanh Lân tổ chức cứu vớt và đưa được 4 ngư dân vào bờ an toàn. Cả 4 ngư dân đã được kiểm tra y tế, chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Thủ tướng Israel mới đây đã tuyên bố nước này đang có chiến tranh sau khi căng thẳng giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas của người Palestine leo thang nghiêm trọng, xuất phát từ cuộc tấn công của nhóm Hamas vào lãnh thổ Israel và đòn đáp trả của Israel trong ngày 7 tháng 10. Vụ việc là một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa hai bên trong gần 20 năm qua, cũng là diễn biến khó tránh khỏi của xung đột dai dẳng kéo dài hàng thập niên tại dải Gaza, gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế. Xuyên đêm ngày 7 tháng 10 và ngày 8 tháng 10, các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn với hàng loạt cuộc pháo kích, đấu súng cũng như rất nhiều vụ bắt cóc. Ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Israel tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch thành kiểm soát đã hoàn thành với hơn 400 chiến binh của nhóm Hamas bị tiêu diệt và Israel sẽ tấn công không ngừng cho đến khi đạt được mục tiêu. Bộ Y tế Israel cho biết, tính đến trưa ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, đã có 350 người dân nước này thiệt mạng, 1.864 người bị thương. Về phía Palestine, Bộ Y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công đã khiến 313 người Palestine thiệt mạng và 1.788 người bị thương. Vụ tấn công tên lửa bất ngờ của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel mới đây có thể nhằm đảo ngược một thỏa thuận ngoại giao đang hình thành, đồng thời có khả năng tái định hình khu vực. Hamas đang tập kích cả các mục tiêu dân sự và quân sự của Israel từ dải Gaza, cũng như ngay bên trong lãnh thổ của quốc gia này. Hiện có nhiều báo cáo cho biết nhóm còn bắt giữ một số lượng lớn binh sĩ và công dân Israel làm con tin. Theo đài CNN, động thái trên có thể nhằm trao đổi con tin lấy các tù nhân Hamas đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Việc Hamas bắt giữ con tin cũng sẽ làm phức tạp thêm bất kỳ phản ứng quân sự nào của Israel ở dải Gaza. Động thái thậm chí có thể khiến quân đội Israel e ngại tiến hành không kích vào khu vực vì lo các con tin gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đằng sau động thái mới của Hamas có thể ẩn giấu một mục đích lớn hơn là nỗ lực chấm dứt mối quan hệ hợp tác giữa Israel và các quốc gia Ả Rập, vốn đã bắt đầu một cách nghiêm túc dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông qua Hiệp ước Abraham. Các thỏa thuận trên là một bước đột phá đáng chú ý vì trước đây các quốc gia Ả Rập đã viện dẫn cách Israel đối xử với người Palestine để từ chối công nhận nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, người Palestine nhất quyết phản đối các thỏa thuận này. Theo hãng tin Reuters, ngày 8 tháng 10, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng cuộc xung đột Israel-Hamas có lợi cho Nga vì giúp đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế khỏi hành động của Moscow ở Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cũng cho rằng Điện Kremlin đang muốn lợi dụng cuộc xung đột ở Trung Đông để chuyển hướng sự ủng hộ của phương Tây khỏi Ukraine. Các nhận xét trên được đưa ra sau bài đăng của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ông Dmitry Medvedev nói trên mạng xã hội X rằng các đồng minh phương Tây lẽ ra nên tập trung vào việc dàn xếp Palestine, Israel hơn là cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo ông Medvedev, thay vì tích cực làm việc tại khu vực Palestine, Israel, phương Tây lại can thiệp và đang cung cấp viện trợ toàn diện cho Ukraine, khiến hai dân tộc đang có quan hệ chặt chẽ với nhau, chống lại nhau. Ngày 8 tháng 10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, lũ quét do mưa lớn trong tuần đã khiến 107.000 người ở quận Baidoa, miền Tây Nam Somalia phải di rời. Trong thông báo cập nhật, OCHA nêu rõ phần lớn người dân cần được di rời đã chuyển đến những vùng đất cao hơn ở gần khu định cư của họ. Việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang là một thách thức vì một số tuyến đường bị chia cắt do lũ lụt trên diện rộng. Các nhu cầu cấp thiết hiện nay bao gồm di rời người dân đến địa điểm an toàn, hỗ trợ thực phẩm, nước uống và hỗ trợ y tế. OCHA cho biết thêm, hiện nhiều ngôi nhà vẫn ngập trong nước lũ lụt. Trong số này, có cả những cơ sở là nơi trú ẩn tạm thời cho hơn 86.700 người phải di rời từ 136 địa điểm ở thành phố Baidoa, miền Tây Nam Somalia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!